Hello mọi người, không khí chợ Tết ở quê mọi người như thế nào? Về hãy cùng Vinh khám phá không khí chợ Tết ở quê Vinh nha. Ủa hả luôn chị, khỏe không? Khỏe. Ơi, sao chơi vậy? Ba bị gì chưa? Không mày ngủ giùm anh. Ba bị gì chưa? Rồi, rồi. Dạ. Có gì bữa đó thì con đi qua chơi. Dạ rồi. Dạ con Ủa hello chị. Tại chưa lô tô chưa bao giờ lô tô tại vậy chưa? Tại ra rồi chơi. Tại chơi rồi chơi. Gặp nhiêu vậy? Ủa chị bán hả? Ờ vậy hả? Chị mua đi chứ chị không bán hả? Không bán sao? Cái này đây vừa hấu chuyện Tết mọi người. Cái này. Phải không? Một cặp là như 400. 2.5 một cặp hay là một cái? Thì có giá. Nè có giá là 400. 300 đi lấy liền. Trời gì đó thiệt, 300 nghìn mua cặp liền nè. Lộ cho mấy chiêu. Chị đứng nãy chờ mình em á. Cặp này ok nè. Tròn thì được cái tròn đó như vậy. Sao sao? Cái gì thế mày bán không? Mỗi thứ một hộp đi. Như mấy cái bánh trứng khác nhau nha, đừng giống. Dạ, ok. Này bánh bèo với bánh bánh bèo bánh ít chần mọi người. Cái này bánh bèo. Dạ dạ. Đây bánh bò. Con đây mới nướng xong đây. Ai ăn không? Ai ăn? Lấy còn hai hộp đi. Hai hộp. Dạ. Bán đỡ không mà? Bán được, cũng làm mới đỡ nằm luôn. Dạ. Để nữa nữa con mua kêu mẹ con mua. Dạ con mua lại. Dạ. Về nào vậy? Con về hai bữa. Này bán sao vậy chị? Cái nó bốn. Bán còn hai ly này. Hai ơi lấy cọc đủ. Với một bịch này. Này, bánh đúc. Nè, bánh đúc. Nhiều tổng cộng nha. Yeah. Là mua bao mua được một là bán được hay là không bán được luôn. Bà tôi chỉ được lựa chọn một trong hai thôi. Dạ anh nhậu. Đây là sạp của dì Tư nha mọi người. Ok. Dạ. Đây quay cười gái. Đây hải sản của bà chị.
em thấy ngoài nó đông ha, trong này vắng ha. À. Đấy. Ở ngoài thấy đông chứ vậy. Đây cá lóc đồng nè mọi người. Đây, ai có mua đồ gãy ủng hộ gì mình nha. Ở ngoài thấy nhiều ở đây cái dán que ha. Giữ xe mắc quá rồi người ta không chịu vậy. Quay nhỏ bạn con trước chứ. À, trời ơi tình bạn cấp 2 tới giờ đó. Bán đỡ không? Bán đỡ không má? À. Nó nghe nè, má được con má không được. Má nói gì vậy? Buồn trừ quá. Con về chìm qua. Về ăn Tết. Bữa nào rủ mấy đứa nhậu coi. À. À. Dạ chị nào có nhậu em mua ủng hộ. Dạ em đi quay clip thôi. À. Ăn chay trường hả? Ăn gì? Chay trường hả? Heo của lưng nè Tuyền. Vậy hả? Dạ bán đỡ không chị? À. Đây đây đổ bánh bông lan nha mọi người. Đó, hai khu luôn. Đồ bánh bông lan. Đây đây gà thành phẩm. Bán một hộp là nhiêu vậy? 40 hả? Chuẩn bị chín rồi không? Giờ khỏe không? Chỗ bé ăn người kia đâu ta? Cái gì?
để nó bằng cái này bằng cái chú với nó coi rồi. Tết nào vui vẻ nha. Qua năm là làm tiền vô dưới nước nha. Năm nay lực giàu hơn mình. Lấy con bịch phải mở đi. À, hai cái bánh ít thôi. Ồ, nữ đại gia ghé quán nè, xin vía xin vía xin vía xin vía. Vô ăn nè, mới mua là mới đi chợ quay YouTube rồi xin vía xin vía. Dữ quá trời, bệnh vàng da, bệnh cháy nắng là quá trời. Đây nè, vô đây nè, lấy ghế ngồi ăn đem vô. Sáng giờ thu thập được nhiều món đây nha mọi người, quá hấp dẫn. Ê Lực, lấy cái chén luôn Lực ơi. Ai bánh chiên có nhân hết à? Ừ. Ngon. Mà nó ăn ngon hơn. Đây là bánh tầm mặn nha mọi người. Mắm được chưa? Ủa, lấy dĩa làm cái gì không? Hả? Lấy dĩa định đổ nước nước cốt hả? Nước mắm, tôi xin nước mắm rồi. À, nước cốt thì mình đổ nước mắm thì mình đổ chết túi tay chị ơi. Đi tập cơ thông minh thấy cả nhà. Chút chút. Thôi nước mắm thì gì? Nước cốt thì nước cốt thì kìa wheel cho mọi người, còn nước mắm thì để tôi đổ. Không sao, Mio ơi, Mio đổ nước cốt luôn là cần giấy em đổ nước mắm cho chị bọn em cũng được. Thì quá trời được rồi. Thua Mio. Nè, có cần giấy nè. Kệ đi. Trời, nó gớt mà nó hỏi có nghỉ Tết không?
Nhỏ ấy là tiền hụi mà nó ăn hốt quá hai mấy triệu, giờ gấp ngàn triệu mà nó không có nghỉ Tết không nữa, trả lời sao vậy? Nó có nghỉ một tiếng xíu sao quay lại em nghe. nhầm người vô tư dễ thương nha. Trời, hỏi câu thiệt chứ chắc hỏi câu nhiều khi không có trả lời chứ sợ có hụi đâu, có hai mấy triệu mà có hai mấy trời. Tính mà chị tiền mà trả hết cái chúc em may mắn làm sao. Em đi hai lần rồi. Không ăn ngủ kì. Cái thứ hết đó dẻo hơn. Rồi chỗ mình bị sao cái thứ hết à? Nhà có bì có thịt. Như leo gạo với lại bánh tầm mắm tươi cốt. Mày thấy không? Thấy không? Tất cả các dạng phải giúp tôi không? Giờ bắt đầu vô tình dạng quay đi. Kê không? Bóng rồi. Đúng rồi. Ủa này là có mấy nhẹ vô. Đây. Là đồng. Nè. Sao phải nhẹ vô lên mua cái này là đồng chứ quà. Để đồng. Rồi làm đồng vô làm cũng có. Nó bán cái gì mình làm. Mua đi. Mua đi. Gặp đưa em biết mua em đồng. Có mẫu đậm lắm. Diễm giống gì Diễm cũng biết làm. Thiệt, càng biết nhiều càng cực nhiều. Bây giờ em đu cái sổ em chuộng chế em, chỗ nào bắt chế được, rồi biến kém ra. Không là nghỉ ngơi, hưởng thụ nè mọi người. Chỉ mang cái hộp bánh tầm nít nha. Đây, đây gia đình của ba ghé chơi. Đâu có dám, ba ngồi chờ ba nhậu gì kia mà chỉ chở ba về. Để 28 về rồi. Quê anh Thảo rồi có về. Cái mùng 3 mà hôm nay mới kêu bả mùng 2 về đi cái mùng 4 mùng 5 em đi. Rồi, ra quân đi. Ba về đi. Ông về trước, ông đi. Nhanh nha.